Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ta câu một cái ổ điện như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có cần mua dây điện ha. Đây là cần mua dây điện, thì dây điện này thì nó khoảng 5.000 mét, tùy theo cái nhu cầu chúng ta. Nếu chúng ta sử dụng thiết bị mà ăn nặng điện thì mua dây điện mắc khoảng 10.000 mét, còn chúng ta sử dụng thiết bị bình thường thì mua dây điện khoảng 5.000 mét là ok rồi ha. Rồi cái thứ hai nữa là cái ổ điện, cần ổ điện các bạn. Ổ điện thì giá khoảng từ 5 cho đến 20.000, giá ổ điện là từ 5 đến 20.000. Bạn sử dụng nặng thì mua điện xịn, bạn sử dụng bình thường thì mua ổ điện dởm. Thì nói chung là mua xịn nó sẽ xài lâu, mua dởm sẽ xài mau hơn. Rồi cái thứ ba nữa là cần cái chui cắm quạt, thì cũng giá khoảng 5 cho đến 10.000, 5-15.000. Thì tính ta tùy theo, ta mua mắc thì ta xài lâu, ta mua rẻ ta xài mau hơn thôi ha. Rồi cần hai thứ nữa, đây là cây vít và cái cây kéo hoặc là cái dao. Cái vít này thì ta thể lấy trong cái xe máy, người ta thường mua xe sẽ có tặng bộ sửa xe, cái vít sửa xe thì cái này, hoặc là người ta mua luôn cái vít ở ngoài tiệm sửa điện thì khoảng 5.000 đến 7.000 thôi, cái vít mà để mà dàn ốc. Rồi đây là cái kéo chúng ta cắt dây điện hoặc là cái dao cũng được ha. Rồi đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta đấu hai dây này vào trong cái chui trước ha. Đấu dây vào chui trước thì các bạn sẽ dùng cây vít, chúng ta mở này cái chui ra, mở ra ha, mở ra. Thì cái này hướng dẫn kể cả ai cũng làm được. Đây, mở ra bên trong. Đó. Bên trong nó sẽ có tổng cộng là một con ốc nè, để vặn lại nè. Đây, ốc này để đi vặn lại các bạn. Và hai cái đầu này để chúng ta nối dây điện vào này, thấy không? Cái đầu này, thay đầu này để nối dây điện vào. Thì ta bỏ này sang bên đi. Chúng ta nối dây điện vô trước ha. Rồi. Rồi. Mình sẽ về cắt hai cái đầu dây điện này các bạn, sẽ cắt hai cái đầu dây điện này. Sẽ cắt hai cái đầu dây điện này cho nó vừa với để gắn vô được cái chui này. Ta sẽ cắt ít thôi bạn, đừng cắt nhiều ha, cắt khoảng vô khoảng bao nhiêu đây thôi. Tại mình thấy nè, khoảng 1 cm là được rồi ha. Rồi khi ta cắt ra được, ta sẽ được hai cái đầu dây như thế này ha. Rồi đây, hai đầu dây như thế này, chúng ta xoắn nó lại bạn, xoắn nó lại, dùng tay xoắn nó lại, xoắn nó lại cho nó gọn lại ha. Rồi chúng ta sẽ dùng cái vít, đây có ốc nè, đây có ốc này thấy không, bạn sẽ dùng vít, bạn mở hờ nó ra thôi. Đây, bạn vặn hờ nó ra. Đây, các bạn vặn hờ ra. Cái bên trong ha, bên trong nó sẽ có vít xuống các bạn, vặn hờ lên xíu ha. Rồi. Đó, rồi ok. Thôi đừng có vặn hết ra nha, làm gì thôi nè, đó. Rồi chúng ta ghim cái này vào thôi, ghim dây điện vào. Rồi, chúng ta sẽ dặn lại nữa. Dặn lại, rồi cho siết lại ha. Rồi như vậy là dây điện ta. Rồi. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu ta gáp lại vô cái vỏ nhựa lại ha, gáp vô vỏ nhựa lại. Chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ lấy hai cái này ta để vô, ta để nằm ngang ha, để nằm ngang vậy nè, nó để nằm ngang, để nằm ngang rồi vậy nè ha. Đây thấy không, để nằm như vậy nè đó. Rồi chúng ta sẽ để nằm ngang dây, thì chúng ta để cho xuống đây ha, đây có cái lỗ ra nè thấy không, nó để xuống dưới đây. Rồi chúng ta sẽ đậy lại bằng cái này, ta lại đậy lại ha, đậy lại. Rồi vậy là xong, chúng ta đậy ra được nè thấy không. Đó, chúng ta sẽ để một ốc, con ốc nãy nè thấy không, ốc tròn nè, con ốc tròn á chúng ta sẽ để vô, để ốc tròn vô nó. Rồi chúng ta sẽ để con ốc cây này ở mặt còn lại của ốc tròn. Đây ốc tròn đây phải không, ta lấy tay, lấy ngón tay chúng ta bịnh này lại, bịnh lại rồi chúng ta lật qua, chúng ta để con ốc nhọn, con ốc dài vô. Rồi chúng ta dặn lại, dặn lại các bạn, dặn chắc ha, để cho nó không có bị sụt sịt, chúng ta ghim rồi dặn chắc lại ha. Rồi, như vậy là đã ok ha, đã ok cái được cái chui rồi không, được vậy là chúng ta đã được một cái sợi dây điện của cái chui rồi. Giờ chúng ta đấu thêm một cái ổ điện vô nữa thôi là được. Thì chúng ta sẽ mở cái ổ điện ra, chúng ta sẽ mở cái ổ điện ra. Rồi khi dặn ra được, chúng ta sẽ có bên trong như thế này ha. Đây, đây bên trong nó như thế này. Đây là bên trong của nó nè. Thì chúng ta sẽ đây là hai con ốc để chúng ta dặn dây điện vô nè, đây hai ốc để ta dặn dây điện vô nè. Rồi chúng ta sẽ cắt cái đầu dây nãy còn lại nè ra. Đây này cắt khoảng 2 cm các bạn, khoảng 2 cm dài hơn cái nãy xíu ha. Cái nãy đang cắt 1 cm, này cắt khoảng 2 cm dài hơn xíu ha, tại vì ổ điện chúng ta phải quấn. Xong rồi ha, xong rồi. Rồi khi ta xoắn lại sẽ được hai cọng rất là nhỏ gọn, ok ha. Rồi chúng ta sẽ thấy dưới đây không có hai cái lỗ nè, chúng ta sọt dây điện vô hai lỗ này lên, sạc điện lên ha. Đây Rồi qua đây một cái một cộng nữa, rồi hai cộng ta sọt lên vậy nè. Rồi ở một cái đầu bên đây ta sẽ dặn nó vô ốc này, ta sẽ dặn hờ ốc này ra, dặn hờ ốc này ra, dặn hờ chứ đừng có dặn ra hết các bạn, dặn hờ là nó. Ok giờ được rồi, hơi hơi gì là ok rồi đó. Rồi chúng ta sẽ xoắn dòng dây điện này vào ốc. Đây ta xoắn dây điện này vào ốc ha, cho nó bong ốc lại, này thấy không? Đó, xoắn dây điện vào. Rồi chúng ta dặn lại, ta dặn lại ha. Rồi đó, dặn lại ok ha. Rồi đây cũng tương tự vậy ha, bạn mở ra, mở hờ thôi, đừng có mở hết nha. Rồi ta lại xoắn nó vào. Rồi chúng ta lại dặn vào các bạn, lại dặn lại thôi. Rồi như vậy là đã xong. Ta nhìn lại coi món chúng ta dặn là ok chưa? Ok ha, đã chắc rồi. Giật thử, chúng ta giật thử vài cái, giật thử rồi thì không sao ha, không sao, vẫn ok. Chắc rồi chúng ta sẽ đậy lại, đậy lại ha. Rồi đậy lại, rồi chúng ta dặn ốc lại các bạn, ốc lại, rồi ốc lại. Rồi như vậy là đã xong, hoàn thành được cái ổ điện mà sử dụng rất là ok cho những bạn nào cần sử dụng. Thử cho các bạn xem luôn. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn đã làm xong được một cái ổ điện ha, thấy không? Đó, ta sẽ đấu nối dây đi được quãng đường xa hơn để mà chúng ta sử dụng một cách gọi là ok hơn ha, nó thuận lợi hơn, thuận tiện hơn. Rồi ok.